Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 22 tháng 1, bản tin truyền động 24 giờ của VTV đã lên sóng một phóng sự phản ánh tình trạng người vô gia cư giả để xin đồ ăn từ các nhóm thiện nguyện. Đáng chú ý trong phóng sự, phóng viên đã bí mật đi theo một cụ bà sau khi lấy đầy một xe quà, đi vòng vèo qua vài con phố, điểm đến của cụ bà này là một căn nhà 3 tầng trên mặt phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận 2 Bà Trưng Hà Nội. Theo những người dân địa phương, giá trị của căn nhà này lên đến hàng chục tỷ đồng. Mạng xã hội TikTok sau đó lại xuất hiện thông tin và clip ghi lại hình ảnh cụ bà được nhắc trong phóng sự của VTV. Theo hình ảnh từ các tài khoản TikTok, cụ bà tên P nằm ngủ dưới mái hiên của ngôi nhà, hàng ngày bà cụ ngày đi nhặt rác xin cơm ăn qua ngày. Các đoạn clip trên khiến nhiều người nghi ngờ nội dung phản ánh về phóng sự của VTV thực hiện. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành cho biết, cụ bà trong phóng sự của VTV có nhà, không phải người vô gia cư. Cụ thể theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành, cụ bà được nhắc đến trong phóng sự của VTV và chia sẻ lên mạng xã hội tên là NTKP 83 tuổi, bà P là người già đơn thân có nhà ở. Bà P có nhà là tầng 1 tại căn nhà số 63A Tô Hiến Thành, còn hai tầng trên là của hai hộ dân khác. Lãnh đạo phường Lê Đại Hành cho hay, do chất đầy rác trong nhà, bà P thường ngủ ngoài hiên. Chính quyền phường, tổ dân phố thường xuyên xuống vận động, dọn dẹp và thu gom rác giúp bà. Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu, TV để bà dọn vào ở nhưng bà không đồng ý. Mỗi tháng, bà P được nhận trợ cấp 400.000 đồng. Bà P khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát nhưng thích đi nhặt rác, tích chữ rác để nhà. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường nói và cho biết, bà P sinh sống trên địa bàn phường rất lâu, bà viết chữ rất đẹp. Do là người già neo đơn nên bà P là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền, các tổ chức đoàn thể của phường Lê Đại Hành và tổ dân phố, hàng xóm láng giềng nơi bà đang sinh sống quan tâm, hỗ trợ kinh phí cũng như nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Hàng xóm xung quanh nấu đồ ăn mang sang, nhưng bà không ăn. Mỗi buổi trưa và tối, bà lại ra đường xin đồ từ thiện. Tháng 4 năm 2020, bà P cũng từng xuất hiện trong một bài đăng về việc đi nhận gạo từ thiện. Trong bài viết có nêu, Bà là người già đơn thân, anh chị đã mất hết, bà sống một mình ở Thủ đô, hoàn cảnh cơ cực phải nhặt phế liệu mưu sinh qua ngày, chạy ăn từng bữa trong mùa dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành sau đó cũng lên tiếng đính chính cho biết, thực tế bà P là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền, các tổ chức đoàn thể của phường Lê Đại Hành, tổ dân phố và hàng xóm quan tâm hỗ trợ kinh phí cùng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Đại diện một nhóm từ thiện ở Hà Nội cho biết cách đây 3 năm, họ gặp gỡ và bắt đầu giúp đỡ bà P. Khi thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở vỉa hè các tuyến phố, trang thi, hai bà trưng, bà triệu vào mỗi tối. Sau một lần bị tai nạn, bà P được nhóm đưa đi bệnh viện cấp cứu và hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Nhóm cho hay, do nhận thấy việc bị tai nạn, ngồi ở ngã tư đường với chiếc chân đau thì dễ xin tiền, bà đã dùng bệnh tật để kêu gọi lòng thương hại. Từ đó, nhóm quyết định dừng giúp đỡ bà. Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất mùa đông năm nay. Băng giá và mưa tuyết liên tục xuất hiện ở nhiều khu vực núi cao thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong vòng vài ngày tới. Theo dự báo, miền Bắc sẽ tiếp tục rét hại, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Đây được xác định là đợt rét nhất kể từ năm rét lịch sử, cách đây 8 năm. Nguyên nhân của đợt rét lịch sử này được cho là bởi trung tâm của không khí lạnh ở vùng Siberia của Nga có cường độ rất mạnh, quy mô lớn, khí áp vùng lõi lên tới 1080 MB. Đây được xác định là mức khí áp cao ít gặp khi đợt rét hồi tháng 12 năm trước chỉ là 1060 MB. Có thêm dòng dẫn ở trên cao với độ cao là 5.000m nên khí lạnh tràn sâu xuống đến miền Bắc nước ta. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Từ sáng hôm 23 tháng 1, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuống dưới 10 độ C, rét đậm rét hại khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C xuất hiện băng giá. Dự báo đợt rét hại kỷ lục từ đầu đông sẽ kéo dài nhiều ngày, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc đã chỉ đạo cấp bách ứng phó. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ 2 đến 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ đào được ở một số tỉnh miền núi phía Bắc trước đó có nơi dưới 0 độ như đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, âm 0,9 độ. Một số nơi xuống dưới 5 độ như Hà Giang, 2,2 độ, Sapa, 3,7 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, 2 độ, Mộc Châu, Sơn La, 4,4 độ. Các tỉnh thành phía Bắc giao động từ 8 đến 11 độ. Nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn vừa qua được cho là thấp nhất khu vực miền Bắc, có mưa nhỏ cộng với gió đông bắc nên đã xuất hiện băng giá trên các cành cây, ô tô và lớp băng ngày càng dày lên. Băng giá xuất hiện tạo cảnh tượng hết sức độc đáo, thu hút du khách. Chính vì vậy, mặc dù trời rét cắt da cắt thịt nhưng rất đông du khách đã đổ về Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Các cơ sở lưu trú ở trung tâm khu du lịch đã kín phòng. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 12 trên 16 ca mắc COVID-19 nhập viện trong tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh nhiễm biến thể JN.1. Ngày 24 tháng 1, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, kết quả trên do nhóm giám sát bệnh truyền nhiễm của bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford OUCRU thực hiện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận xuất hiện biến thể JN.1 ở người mắc COVID-19. GN.1 là thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm. GN.1 làm gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Đây là biến thể đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ trong tháng 12. Từ ngày 18 tháng 12, biến thể này lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Theo WHO, GN.1 có những đặc điểm kháng nguyên mới, cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn Do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron. Tất cả các biến chủng hiện nay đều gây ra các triệu chứng bệnh COVID-19 tương tự nhau và mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào tình trạng của hệ miễn dịch và trạng thái sức khỏe của từng người, có các bệnh nền hay không. Khảo sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, US CDC cũng cho thấy vaccine phòng COVID-19 hiện có, kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán và thuốc điều trị COVID-19 vẫn còn hiệu quả đối với GN.1. WHO đang theo dõi 5 biến thể cần quan tâm, gồm XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 và GN.1. Với kết quả giám sát mới trong tháng 12, trừ biến thể EG.5, các biến thể phụ cần quan tâm khác đều đã phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Tết Nguyên đán sắp cận kề, giao lưu đi lại sẽ tăng cao, nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Để phòng chống COVID-19, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện các biện pháp sau để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân cần đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người hoặc khi có triệu chứng hô hấp, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi. Ngành y tế vận động người dân tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền. Theo dõi sát số trường hợp mắc COVID-19 nhập viện, số trường hợp nặng phải nhập khoa hồi sức cũng như tiếp tục giám sát các biến thể COVID-19. Đồng thời, Sở Y tế có công văn chỉ đạo các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị các trường hợp COVID-19 cần nhập viện theo các tình huống giả định và kịch bản ứng phó.